Chào tất cả quý vị các bạn đã trở lại với Bonsai miền Tây. Và hôm nay mình xin phép được chia sẻ một cái loại cây, đó là cây đại phú gia. Đó, thì hôm nay mình sẽ quay cho quý vị xem cái loại cây này. Thì loại cây này rất là một loại cây cảnh rất là được ưa chuộng, trồng trong mọi gia đình, đặc biệt là những cơ quan lớn. Chị thì nghe cái tên thôi đã rất là hấp dẫn hết quý vị. Đó, đại phú gia. Đó, một loại cây cảnh xanh quanh năm luôn. Nó có tác dụng là thanh lọc không khí trong cơ quan gia đình rồi đó các bạn. Nó mình trồng trước nhà nó sẽ đem lại may mắn cũng như là tài lộc cho gia đình. Nó thì bữa nay mình sẵn cái cây của mình nó ra những cái cây con thì mình sẽ quay cho quý vị xem. Thì thường á thì người ta có thể nhân giống nó bằng cái cách này. Này, cái cây của mình nó rất là to quý vị. Nào quý vị xem nè, nó cao lên khỏi đầu mình luôn. Là khoảng cao khoảng 2-3 mét rồi. Thì mình trồng thấy ở trước rồi. Đây. Đây, cây nó rất là to và cao luôn. Đó. Tuy là mình trồng trong một cái chậu thôi, cái chậu rất là nhỏ nhưng mà cây nó phát triển rất là tốt. Và mọi người xem hiện tại nó đang ra hai cái con. Đó, thì mình sẽ lấy hai con này mình nhân giống ra hai cái chậu nữa. Đó, thì thường là mình nhân giống như vậy. Đó, các bạn xem nha. Này, đây. Nè, đó, vậy xem nè, cái con nó lên nè. Đó, cái con rất là nhỏ luôn. Nhưng mà nó bự lắm. Đó, mới lên là nó bự vậy nè quý vị. Quý vị xem nè. Nè, nó to ghê không. Đó, đây một con. Cái lá nó như cái lá chuối vậy quý vị. Nhưng mà nó xanh ươm rồi nha. Vậy lau sạch rồi nó rất là đẹp. Trước văn phòng cơ quan rồi á, mọi người thường hay trồng cái cây này. Đó, có ý nghĩa phong thủy rất là hay. Một phần nữa nó sẽ góp phần để thanh lọc không khí cho gia đình mình. Đó, đây là một cái chậu tin nó rất là nhỏ các bạn. Cái này nó mới có mấy tháng rồi mà nó bự lên được như vậy rồi đó. Ở đây bên đây có một chậu nữa nè. Bên đây có một con nè, nó lên một cây mẹ mà nó của mình nó lên được hai cây con rồi. Đó, mà hiện tại thì mình chưa có bứng ra. Từ từ chắc mình mới bứng ra quá, cho nó bự bự chút xíu nữa. Hiện tại chắc nó thiếu đất rồi. Nè, coi rễ nó lên nè quý vị. À, tại vì mình để cái chậu một chậu khác lên đây nữa. Bởi vì giờ quý vị thấy cái rễ nó lên nè. Đó, quý vị trồng ít đất thì nó vẫn sống bình thường, nó vẫn phát triển tốt. Loại cây này thì rất là dễ trồng. Đất này thì mình chỉ sử dụng là đất bình thường á, đất sạch á, đất thịt pha với miếng cát rồi sơ dừa á quý vị. Sơ dừa mình để rất là ít, sơ dừa với cho cháu và chủ yếu là đất và gần như là 70%. Cái kia một cái mình để ít lại thôi, với phân bò cái cho nó sống thôi. Thì tưới nước thì mình chỉ hàng ngày thì mình chỉ tưới nước bình thường thôi, mình cũng không có bón phân hay là cái gì hết. Đó, mà cây của mình nó phát triển rất là tốt thì hiện tại đang cho ra hai con để mình có thể nhân giống. Rồi hôm nay thì mình chỉ sẵn thì mình quay lên giới thiệu cho quý vị xem một chút xíu về cái loại cây đại phú gia mà được rất là nhiều người ưa thích. Hai cái chậu này mình mua hai cái chậu đẹp đẹp chút xíu mình về mình để hai cây này vô là rất là ok hết các bạn. Nó cây này đang phát triển rất là tốt. Nè bữa hổm cái lá nó nhỏ xíu nè. Nè cái lá đầu tiên nè. Cái này cái lá đầu tiên đó nè, nó sắp vàng rồi nè quý vị. Nó sắp vàng rồi. Đó những cái lá sau là nó đã bự rồi nè. Bên đây nè, bên đây cây này nhỏ hơn cái lá. Cái lá đầu tiên nó còn xanh thôi quý vị. Đó mình giữ luôn. Rất là đã nha. Rất là đẹp luôn. Đó nè, quý vị xem cái đọt nó y gan là đây là cây chuối không. Đó. Cây này thì mình để trong cái có thể đặt trong nhà trong nhân phòng với bóng cây á, nó phát triển rất là tốt. Hiện tại thì mình đang đặt ở dưới một cái bóng cái cây á, nó phát triển tốt lắm quý vị, nó mát lắm. Rồi hôm nay thì mình chỉ chia sẻ một chút xíu cho quý vị và các bạn về cái cây đại phú gia. Thì cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã luôn ủng hộ và theo dõi kênh Bonsai miền Tây. Nếu thích hãy ấn like, share và chia sẻ cho nhiều người xem hơn. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn.